Để đáp lại tình yêu thương bao la của khán giả miền Bắc Cali, Quang Lê xin hân hạnh giới thiệu live show Quang Lê in San Jose, hát với người tình, với dàn sao khách mời hùng hậu Thanh Tuyền, Hương Lan, Minh Tuyết, Chira Williams, Bích Tuyền, Nguyễn Hồng Nhung, Mai Thiên Vân, Nguyên Lê, Ngọc Linh, Gia Hân, Diễm My, Hà Ngọc Nhung, Lina Phương Vi, Vũ Hiển, Jenny Anh Đặng và MC Thanh Tùng. Chương trình được tổ chức vào chiều Chủ nhật ngày 6 tháng 3 năm 2022 tại nhà hàng Dynasty, địa chỉ 1001 Story Road, thành phố San Jose. Chương trình bao gồm đón khách và tiệc với 7 món ăn thịnh soạn, rượu mạnh, rượu đỏ, với sự kết hợp những tiết mục song ca, tam ca hiếm có, đánh dấu sự trở lại của cặp đôi Mai Thiên Vân Quang Lê. Quý vị muốn tham dự, xin gọi hotline 408-207-3011. Vé có bán tại Paloma Cafe, Phở Phi Long, Center Video. Quang Lê xin trân trọng kính mời. Ok, ai đặt đi? Đặt đi, 20, 20, 20. Nhưng mà cái này cũng lắc giống ông thầy bói á. Đặt cái điện thoại luôn hả? Trời ơi, được điện thoại hả? Quý vị ơi, lần đầu tiên thấy con cọp thiệt, quý vị ơi. Lucky luôn á. Xin chào chị cọp. Chị cọp hả? Hôm nay là năm nay là chị cọp chứ không phải là anh cọp. Anh vừa về đến, anh vừa chiều mến, thay lời anh chúc em. Yeah. Ai sẽ là người được trúng 8.000 đô la? Yeah. Ai sẽ là người trúng 7.000 đô la? Để mình cầm cái này đi trong cái khu này giống như là đang quay một cái MV á. Hello anh. Hello anh. Bây giờ là phần bốc thăm trúng thưởng. Ai là người may mắn sẽ trúng 8.880 đô la. Và người Hàn Quốc đã thắng. Oh, so beautiful. And we are the two Vietnamese celebrity. That's right. With the two American celebrity. Look forward to it. Are you sing? Oh my god, she speak. Hello, xin chào chị có. Chị có. Oh, YouTuber. Hai người bên. Người quá. Thật luôn á. Mà đã có bầu đúng không? Hello mọi người ơi, hôm nay Quang Lê và Quách Tuấn Du đang ở trong một cái khu dinh thự, rất là nhiều dinh thự khác. Đây. Hello cả nhà thân mến, ngày hôm nay Quang Lê và Quách Tuấn Du đây sẽ đi nhà của tỷ phú. Tỷ phú người Việt tại Mỹ nha quý vị. Hai đứa mình cầm cái này đi trong cái khu này giống như là đang quay một cái MV á. Hello anh. Hello anh. Dạ. Em mới qua. Dạ. Ok. Chúc gặp anh nha. Dạ. Này vô cầm cái dây lạnh tay vậy đó. Hey. Đẹp quá. Đây đi. Đấy, hôm nay mình phải vào đây. Hello, con chào bố. Hey, Du ơi, vô đây Du. Oh my god, con còn kìa Du. Hôm nay Quang Lê đang đứng ở nhà tỷ phú và có một chị cọp. Đây, quang cảnh của ngày hôm nay thưa quý vị nha. Can I put my hand? No, you might not get a hand back. Okay. Hello. He gonna make some noise? I mean, she can, but for the most part, she won't. Can I come closer a little bit? No. We have to, our rules for her to. Can I pat him a little bit? How about can I touch the tail? No, tail. Không đủ tiền. Không đủ tiền đèn. Mua một con cọp để sẵn mà quý vị. Wow. He's a good
That's why you're still married, because it knows the right thing to say. Exactly. Oh, make it good. You know, they say happy wife, happy marriage. Oh, that's so true, isn't it? Yeah, right. Known and hot singer. Oh, great. Hi, how are you? Yeah, nice. Are you going to sing nice today? Nice to meet you. Yeah, now you have a chance to meet you. We both have a dragon. Very nice outfit. You too. I know. Yours is grand. We like dragons, right? Yeah. Oh, nice. You see? Yeah. Wow. Will you sing a little today? Or? I think so. Okay. Oh, good. Yeah. Wonderful. I might too, but I don't want to sing after you. Exactly. We'll warm up for you. Yeah. Before you... Okay. What's your name, sir? My name is Quan Li. Quan Li, very Quan nice Li. To meet you. Pleasure to meet you, sir. That's how you perform? I know these two pictures. Oh, yeah. Very popular. Right, iconic. Yeah, very nice. We all know Elvis Presley, king of rock and roll. Elvis Presley. That's right. Yeah, very nice. I love the color. Thank you. Oh, the tiger, stand up. He gonna make some noise? Only if she wants to. Oh, it's a she. It's a she. Oh my God, she's big. What if I meet her in the street? You might lose. What can I do? Nothing. Don't run. She'll chase you. Nó cũng hiền quá ha. Nó cũng hiền quá lên ha. Yeah. Hello, xin chào chị cọp. Chị cọp hả? Hôm nay là năm nay là chị cọp chứ không phải là anh cọp. Oh. Hôm nay là nhà tỷ phú không rước anh cọp mà rước chị cọp về đấy để giữ anh okay. Hey. hello Elvis Presley and Marilyn Monroe. That's right. Oh, so happy beautiful. We are the two Vietnamese celebrity. That's right. With the two American celebrity. Look forward to it. Are you going to sing? Yeah, yeah. Oh, that'd be wonderful. Let me sing that. Yeah. Beautiful. I look forward He's to it. Very famous. Yeah. I believe you. Thank you. Well, thank you for introducing yourself. This year is the year of the tiger. That's right. The water tiger, right? Yeah. I didn't know tigers like water. Hey, we got the same boots anyway, right? Happy New Year, everybody! Happy New Year, everybody! Happy New Year! Oh, the tiger, stand up! Oh my God, look! Yeah. This is good luck. Yeah, this is serious. Oh, God, yeah, you're doing well. Oh, đang được kìa. Chị em mình mix xong rồi. How she make it? Oh, really? What she wants? When she hungry? No, just talk sometimes. Hai chục nha, ai đặt đi nha, mọi người mình làm cái nha. Rồi mày vô. Lấy tiền. Mày vô, Quan Lê với Quách Tú Du làm chủ cái ngày hôm nay nè. Ok, lấy tiền chung luôn. Rồi bỏ hết tiền ra. Rồi, đặt đi, mở ra cái dĩa. Đây, mọi người coi đầy đủ nha. Bầu cua cá nha quý vị. Rồi, ok. Ai đặt cái lấy hơn đi nè. Phúc ơi, đặt Phúc ơi. Em bắt con cọp thì được. Đặt cái điện thoại luôn hả? Trời ơi, được điện thoại hả? Điện thoại là vô giá đó. Ờ, điện thoại này là tài khoản trong này nhiều lắm. Cái người cho sách của bác. Đặt vô. Mọi người vô đặt đi. Ai đặt vậy? Em đặt. Chị này đặt đi. Rồi, sổ cho chị đúng không đi? Hai, ba, quay về. Double cá. Không có cá. Yeah. Rồi, anybody.
Đặt trong trong muốn quan ly chung, còn nếu mà đặt 20 em đi. Yo chiếc nhẫn này 100 ngàn, ok. Cái điện thoại này nha. Đổi lại cái xe luôn đi. Chiếc xe này gì vậy? Xe Ford, ok rồi, chơi luôn. Rồi, vậy là ông này ông lời rồi. Trở lên 2, 3 một tôm cái cua ăn cua chưa hai con tôm luôn hai cái đồ bắt chung rồi khoan để tôi chung cái đồng hồ cho rồi chung đồng hồ rồi bảo đồng hồ xuống em mới chung được rồi đồng hồ xuống em chung cái Hermes ok thôi bây giờ đắt rồi bây giờ còn chiếc xe phải không em chung cái một xe rất quen luôn quên mơ ai đặt tiếp nè ai đặt tiền nhiều chúng nhiều đặt nhiều ai đặt tiền vô nè để nghe ok cái gì đấy this game traditional cho nên là cái game this is a game we call it farm. It's a farm dice. It's just a dice, so it's just a farm. Anh kêu mà đặt đi cho nó vui 10 đồng lên $5 $2 một góc là 2 đồng một góc là 2 đồng Okay. Push, freak, freak. Okay, ready? Quay margarine này, margarine này. Okay, mở đi quay nè. 1, 2, 3. 2. Trời ơi, mấy người này đeo hột xoàn không? 20 đồng cũng đặt được là sao? Trời ơi, giờ mới chịu ra bầu kìa. Bây giờ đặt cái thẻ tài khoản vô đi. Credit card, credit card. Ok, đặt chưa? Credit card. Đặt chưa? Ok, anh đặt tiếp nè. Chơi với anh luôn đó. Máu chạy đi tim. Anh máu chạy đi tim. Anh đặt cái gì? Khoai đá. Tôm á. Tôm phải không? Anh thích ăn tôm, lớp tôm phải không? Rồi, lớp tôm. Còn ai nữa không? Ai nữa không? Ai đặt nữa? Anh nữa đi, 20 nữa đi. 20 nữa đi, trời ơi. 20 nữa lấy lại anh. Lấy lại đi chứ. Rồi, chơi luôn. Em với Lê có tiền. Dù vung. Cho cái đi luôn. Rồi, cho cái chết luôn. Quên mở. Rồi, quay. Kê kê, còn còn. Ok, đi nữa rồi. Cua. Đây, mở ra. 2, 3. Cua. Này, không ai dính hết. Rồi, cá cua có cua em qua chung lại qua chung lại á đi vô đi vô để đáp lại tình yêu thương bao la của khán giả miền Bắc Cali, Quang Lê xin hân hạnh giới thiệu live show Quang Lê in San Jose hát với người tình với dàn sao khách mời hùng hậu Thanh Tuyền, Hương Lan, Minh Tuyết, Chura Williams, Bích Tuyền, Nguyễn Hồng Nhung, Mai Thiên Vân, Nguyên Lê, Ngọc Linh, Gia Hân, Diễm My,
Hà Ngọc Nhung, Lina Phương Vi, Vũ Hiển, Jenny Anh Đặng và MC Thanh Tùng. Chương trình được tổ chức vào chiều Chủ nhật ngày 6 tháng 3 năm 2022 tại nhà hàng Dynasty, địa chỉ 1001 Story Road, thành phố San Jose. Chương trình bao gồm đón khách, dạ tiệc với 7 món ăn thịnh soạn, rượu mạnh, rượu đỏ, với sự kết hợp những tiết mục song ca, tam ca hiếm có, đánh dấu sự trở lại của cặp đôi Mai Thiên Vân Quang Lê. Quý vị muốn tham dự, xin gọi hotline 408-207-3011. Vé có bán tại Paloma Cafe, Phở Phi Long, Center Video. Quang Lê xin trân trọng kính mời. Rồi, rồi tự lên một con nha. Được rồi. Đây, mẹ con gái đấy. Nam áo dài, tỷ phú. Ngày xuân nha, một ngày Tết mang đến một cái điều rất là may mắn và tất cả ai cũng mặc áo dài hết nè. Hôm nay có hai chai rượu. Louis 13. Oh yeah. Một chai này. Louis 13 này bao nhiêu tiền một chai? 4.000 đô. Oh, chai 4.000. Đây. 5.000 đô. 5.000 là ở bên Mỹ thôi, mà về Việt Nam có thể hơn cao lên. Đây là you. Especially the love of my life. Ở đây 5.000 chứ ở Việt Nam chắc mắc hơn à. Nhiều hơn. Nhớ con sói, nhớ cái gì nó sói, nhìn sói là nhớ em. Đúng rồi. Okay. Together one picture. Now we want picture. Yeah. One, two, three. Không thân đâu, kép. One, two, three. Chị Vương vô, chị Vương ơi. Đây, chúng ta cái này cho chụp hình cho đẹp này uống nha. Ai phun đi. Đây, đây, xem đây. One, two, three. One, two, three. Đây. Nhìn thấy sói là nhớ tới sói em. Dạ, sói em. Này, sói mẹ rồi. Rồi. Yeah, happy New Year. Happy New Year, chị. Oh my God, người đẹp đã thấy CV. Chị ơi, vô. Qua đây. Share với Lê. Tại cái này là thì đây mời ha. Cái bốn này. Lựa 5.000 đô nó uống đi. Nó mình uống cho thôi thôi để cho thưởng thức. Hồi nãy em thấy chị lên sân khấu chị rất là máu lửa nha. Rất là dễ thương. Mới chưa tụi em dạ, ok, chúng ta mình quậy nha, quậy banh nhà lòng nha. Mùng 3 em chúc cho mắt em xinh. Từ ngoài biển anh vừa về đến, anh vừa chiều mến thay lời anh chúc em. Một lát nữa Bằng Tuyệt sẽ nằm ở đây. Đại ca này đẹp trai quá. Ôi, đại ca đã thay đồ rồi. Xinh đẹp. Đây là bé xinh đẹp. Khi ta bắt đầu tình cờ gặp nhau, ngỡ ngàng nhìn nhau. Để rồi còn gì nữa cho nhau. Sáng chưa khuya thôi nhìn quên một mình. Hai người bên
tình đâu đó. Tình trên biển thì văn này. Mà đã có bầu đúng không? How are you? Hi. You're famous too. Xinh đẹp quá. Yeah, so famous. So beautiful. Chúng 7.000 đô la. Yeah. Bây giờ mình sẽ lần lượt đúng không? Bàn ấy đã bài trên tay của mình nó quyết định mình là người bốc trước hay là người bốc sau. Bây giờ ai á, ai mà có bánh cơ sẽ là đi trước. Người bốc trước là cơ hội nhiều hơn. Chị với mẹ. Chỉ có người có người không. Chung liền với à. À đi từng chơi đôi trường bích 41-42 có xì bầu đạp đi ra đầm bầu lâu lắm đi 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
để đáp lại tình yêu thương bao la của khán giả miền Bắc Cali, Quang Lê xin hân hạnh giới thiệu live show Quang Lê in San Jose hát với người tình với dàn sao khách mời hùng hậu Thanh Tuyền, Hương Lan, Minh Tuyết, Chira Williams, Bích Tuyền, Nguyễn Hồng Nhung, Mai Thiên Vân, Nguyên Lê, Ngọc Linh, Gia Hân, Diễm My, Hà Ngọc Nhung, Lina Phương Vi, Vũ Hiển, Jenny Anh Đặng và MC Thanh Tùng. Chương trình được tổ chức vào chiều Chủ nhật ngày 6 tháng 3 năm 2022 tại nhà hàng Dynasty, địa chỉ 1001 Story Road, thành phố San Jose. Chương trình bao gồm đón khách và tiệc với 7 món ăn thịnh soạn, rượu mạnh, rượu đỏ, với sự kết hợp những tiết mục song ca, tam ca hiếm có, đánh dấu sự trở lại của cặp đôi Mai Thiên Vân Quang Lê. Quý vị muốn tham dự, xin gọi hotline 408-207-3011. Vé có bán tại Paloma Cafe, Phở Phi Long, Center Video. Quang Lê xin trân trọng kính mời. Yeah.
Chúc luôn các em, chúc cả các cháu dồi dào sức khỏe, có nhiều niềm vui, tiền xu nặng túi, tiền giấy đầy bao, đi ăn được khao, về nhà người rước, tiền vào như nước, tình vào đầy tim, chăn ấm nệm êm, sung sướng ban đêm, hạnh phúc ban ngày, luôn luôn gặp may suốt cả năm này. Happy New Year! Quý vị nhớ đón xem Paribana 132, xem Lê đóng kịch, xem Lê hát mùa xuân. Happy New Year!
để đáp lại tình yêu thương bao la của khán giả miền Bắc Cali, Quang Lê xin hân hạnh giới thiệu live show Quang Lê in San Jose, hát với người tình, với dàn sao khách mời hùng hậu Thanh Tuyền, Hương Lan, Minh Tuyết, Chura Williams, Bích Tuyền, Nguyễn Hồng Nhung, Mai Thiên Vân, Nguyên Lê, Ngọc Linh, Gia Hân, Diễm My, Hà Ngọc Nhung, Lina Phương Vi, Vũ Hiển, Jenny Anh Đặng và MC Thanh Tùng. Chương trình được tổ chức vào chiều Chủ nhật ngày 6 tháng 3 năm 2022 tại nhà hàng Dynasty, địa chỉ 1001 Story Road, thành phố San Jose. Chương trình bao gồm đón khách và tiệc với 7 món ăn thịnh soạn, rượu mạnh, rượu đỏ, với sự kết hợp những tiết mục song ca, tam ca hiếm có, đánh dấu sự trở lại của cặp đôi Mai Thiên Vân Quang Lê. Quý vị muốn tham dự, xin gọi hotline 408-207-3011. Vé có bán tại Paloma Cafe, Phở Phi Long, Center Video. Quang Lê xin trân trọng kính mời.